Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Sở Công Thương tỉnh Long An sẽ xây dựng kế hoạch triển khai việc đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh năm 2023. Để công tác bình chọn đảm bảo theo đúng quy định, Sở Công Thương thông báo đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký danh sách tham gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp huyện năm 2023 ưu tiên đăng ký bình chọn đối với các sản phẩm mới, tiêu biểu và có tiềm năng phát triển. Danh sách đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghệ thông tin tiêu biểu cấp quyền năm 2023 gửi một lần duy nhất trước ngày 27 tháng 2 2023 về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, địa chỉ số 5 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắt, vui lòng liên hệ Phòng Khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại để được hướng dẫn. Điện thoại 02723